Hello. Thì xin thông báo với tất cả các chị em là em đã nhập hội người Dương vào tối hôm qua và em đã hai vạch mà em là không có bầu với chồng em mà em lại có bầu với con Vi. Khổ vậy đó mấy chị. Thì sau 1.000 lần F1 thì lần thứ 1.001 thì em đã nhập hội người Dương. Nhưng mà không sao, với em thì mọi thứ em hiện tại em mà anh thấy rất là ổn. Chỉ hơi đau họng một chút xíu, còn lại thì không sốt. Không mệt, không có phải là bị là kiểu hụt hơi hay là gì hết, hiện tại là vẫn còn đang nói được. Cho nên là mình cảm thấy là thôi thì bây giờ cũng như cái cơ hội, thật ra là khi mà biết mà mình dương thì mình cũng hơi cảm thấy cũng hơi là không vui lắm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình nhập hội như dương thì mình phải bị cách ly. Đó là mình cũng sợ chứ, mình cũng sợ cho những cái vấn đề của mình. Tuy nhiên thì sau đó em đã trong vòng chỉ có cảm thấy là hơi buồn 5 phút thôi. Tới phút thứ sáu thì em đã quyết định là thôi không sao, thì coi như đây là cơ hội cho mình nghỉ ngơi đi. Thì trong vòng bao nhiêu ngày mình bị cách ly này thì mình sẽ đọc sách nè, mình sẽ làm video nè, nếu như mình còn khỏe mình có thể nói chuyện được thì mình sẽ làm video, rồi mình sẽ có những cái gọi là làm những cái việc khác mà trong cái thời gian mà mình đang rảnh, ở mình đang không bị dương mình âm á, thì là mình lại kêu là mình không có thời gian. Thì hôm nay là có thời gian hơn, thứ nhất là có thời gian tụng kinh hơn, có thời gian nghe pháp, rồi á là đọc sách, rồi á là suy nghĩ trong đầu là mình nên làm gì, những chiến lược tiếp theo là phải làm gì. Cho nên là Quyên quyết định là Quyên cảm thấy cũng rất là thoải mái. Thì trong giây phút sáng sau khi sáng nay thức dậy thì em bỗng nhiên em suy nghĩ là ok, mình sẽ làm những cái video tư hướng dẫn cho mấy chị em bị F0 giống mình chăm sóc da làm sao để mà khâu sau sau khi Covid xong thì da của mình nó không quá là bị tệ. Tại vì có rất là nhiều chị em nói với em là sau khi bị Covid thì da rất là tệ, da rất là kinh khủng, rất là xuống. Thứ nhất là bởi vì các chị em là xông tỏi rồi nhiều nè, xông tỏi rồi này kia, rồi là kiểu như tâm lý không có được vui, và gần như là trong cái thời tâm lý các bạn không có tốt, và các bạn uống kháng sinh rất là nhiều, cho nên là cuối cùng da của bạn nó xuống rất là ghê. Thì thật sự là sau khi mà em hỏi rất nhiều người thì em mới rút ra là thật sự cái điều quan trọng nhất mà làm cho các bạn da các bạn xuống rất là nhiều, rất là tệ, là bởi vì hoàn toàn trong thời điểm các bạn bị F0 thì các bạn bị tinh thần các bạn rất là xuống và stress rất là nặng. Thứ nhất là stress rất nặng, thứ hai là không hề chăm sóc hay dưỡng hay gì hết, kể cả cấp ẩm cũng không có luôn đó. Thứ ba là các bạn uống kháng sinh rất nhiều cho nên là da của các bạn rất là tệ. Ok, thì bây giờ sau khi hiểu nghe những điều đó thì mình phát hiện em mới hiểu, em mới rút ra một cái là bây giờ em có thể thử để xem thôi, sau khi kết thúc cái kỳ F0 này thì cái da dẻo của em nó sẽ như thế nào. Thì trước tiên thì em sẽ vẫn sẽ giữ nguyên cái thói quen chăm sóc da của mình, vẫn giữ nguyên thói quen chăm sóc da của mình, tức là lúc nào mình khỏe mình phải chăm sóc da, lúc nào mình cảm thấy là mình có sức khỏe mình không bị quá mệt thì mình chăm sóc da. Thứ hai là xong, bên cạnh xông tỏi, bên cạnh cái việc mình xông tỏi, xông 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 sả, xông chanh, thì chúng ta có thể xông thêm một số thứ khác, ví dụ như là có thể có bỏ thêm tía tô này kia để cho những cái đó nó sẽ hỗ trợ cho da của chúng ta nó đỡ hơn ha chị em ha. Và thật sự mà nói thì em sẽ hạn chế uống kháng sinh hết mức, hiện tại tới giờ phút này thì em chưa uống viên nào, vì không có bị sốt hay là cái gì hết, thì chỉ hơi mệt thì em có uống tỏi, em uống tinh dầu tỏi đen, em uống tinh dầu tỏi đen mà thật sự trộm vía mấy chị, và em xịt họng, mình xịt họng keo ông. Thì trộm vía nó thiệt là ngày tối ngày hôm qua là em khang em rát họng rất là rát, thực sự là rất là rát, nhưng sáng hôm nay là rát đỡ, sáng hôm nay đỡ rồi, đỡ nhiều. Thứ hai nữa là em uống dầu tỏi xong thì nói chung cái người em cảm giác cái người em nó cũng đã khỏe hơn. Thì ngày tối hôm qua thì em nốc liền hai lần dầu tỏi, sau khi phát hiện là em nốc hai lần dầu tỏi, sau đó là em xông ngay, em xông tỏi ngay tại chỗ luôn, em xông liền luôn. Và sau khi xông xong thì bắt đầu là xịt họng, em xịt họng bằng keo ông, xịt họng keo ông đó. Nói chung là hiện tại thì sáng hôm nay em cảm thấy nó có người nó có vẻ khỏe hơn ngày hôm qua, khỏe hơn ngày hôm qua. Thì cho nên hôm nay sáng nay thức dậy vẫn rửa mặt bằng sữa rửa mặt sạch sẽ, vẫn tẩy trang rửa mặt sạch sẽ ha mọi người, mặt đã rửa sạch sẽ rồi, đánh cho mình một miếng son, đánh một miếng son cho nó tươi tắn. Tại vì sao chúng ta phải trở nên là coi như cờ giật cờ dựa rồi là đầu bù tóc rối, cho nên là em đánh một miếng son cho nó tươi và tiếp tục vẫn sẽ dưỡng da như bình thường. Thì trước tiên là em sẽ xịt khoáng một ít, một chút khoáng, tại vì là hiện tại là da của em nó đang hơi bị nó hơi khô một chút xíu, thì em sẽ xịt khoáng. Xịt khoáng là một trong những hình thức để cấp ẩm rất là nhanh, cấp ẩm rất là nhanh, giống như là nó như là chữa cháy vậy đó.
nó chữa cháy, và bên cạnh đó nó cũng giống như tông nồi vậy, nó cân bằng độ pH, nó cân bằng độ pH cho da. Cho nên là thật sự những khi nào mấy chị cảm thấy da mình hơi ngứa tăng tăng, cảm thấy mà da của mình là hơi khó chịu rồi là khô, thì mình phải có cái này. Và đặc biệt những chị nào da khô là phải có cái này. Nói thiệt, chị nào da khô, làm việc trong môi trường máy lạnh nhiều, văn phòng nhiều thì phải có xịt khoáng cho em. Và thật sự hiện tại em đang ở trong phòng một mình, thì cái phòng của em cũng phải có máy lạnh, nó hơi nóng á chị. Miền Nam hơi nóng á chị nha. Sài Gòn là nóng lắm, Sài Gòn 28 độ, 29 độ không à. Cho nên hơi nóng, cho nên là em sẽ xịt khoáng. Em sẽ dùng xịt khoáng này. Vì ở trong phòng máy lạnh, em ở phòng máy lạnh gần như là một ngày em mở khoảng chắc khoảng 12 tiếng. 12 tiếng thì là cái da của em nó sẽ hơi bị mất nước, cho nên là em sẽ xịt khoáng liên tục, gần như chữa liên tục ha. Thì sau khi em xịt khoáng xong thì em sẽ hơi vỗ vỗ như thế này, vỗ một chút xíu cho nó thấm vào. Đó, mấy chị thấy tóc em đây dựng lần dựng không? Em nhờ em gội dầu gội đấy, nhờ em gội dầu gội thiên nhiên mấy chị, thiệt sự luôn. Tại từ ngày em mở spa thì bắt đầu em gội dầu gội mà bên em nấu không à, em chỉ gội dầu gội bên em nói là dầu gội dưỡng sinh, dầu gội dành cho gội đầu dưỡng sinh đó mấy chị. Thật sự luôn, tóc em nó rất là đỡ. Mấy chị sẽ nói là tóc nguyên như cái chỗ rơm. Đúng là tóc em hồi xưa nó như chỗ rơm thật, nhưng mà cái đuôi thì như chỗ rơm, nhưng mà ở trong cái chân tóc của em á, mọi khi nó vẫn yếu nha, nó vẫn yếu, chân tay nó vẫn yếu. Thì đợt này khi mà em gội xong á thì nó ra rất là mềm, và bên cạnh đó là tóc em nó không có bị khô mấy chị. Nó mềm ra không khô, và mấy chị nhìn thấy cái đầu em này tóc con rất là nhiều luôn, tóc con ra rất là nhiều ha. Đấy, vẫn phải bôi kem dưỡng như bình thường nha mấy chị. Em vẫn sẽ bôi kem dưỡng trắng ban ngày như bình thường. Nói chung á là mình không thể để da mình sau khi F0 thì nó lại bị xuống cấp được, đúng không? Hiện tại thì tinh thần của em nó rất là ổn. Và em có một số bạn á, bạn của em á, thì khi bị F0 thì tinh thần rất là xuống. Và khi tinh thần xuống là người nó mệt, nó đừ. Thì em nói là thôi bây giờ cứ suy nghĩ là giống như đơn giản là mình có thời gian mình nghỉ ngơi đi, mình làm việc khác đi, đừng có buồn quá, đừng có lo lắng quá, tại vì mình còn mình khỏe rồi. Thứ hai là mình đã tiêm được 3 mũi rồi thì nó sẽ không có phải là quá là kinh khủng đâu, thì cứ bình tĩnh. Thì sau khi bạn đó bình tĩnh hơn thì bây giờ nói với em là có vẻ chị thấy chị khỏe hơn, chị đã thấy khỏe hơn, chị không thấy bị mệt nữa đấy. Thì thật ra còn em thì tinh thần của em thì ngay từ lúc em bị tới bây giờ thì em đều cảm thấy rất là bình thường. Vì á, nói cái này mấy chị, có thể một số chị sẽ cho rằng là em nói chuyện mê tín hay là này kia, nhưng không phải. Tức là theo em á, tất cả các bệnh nó đều là nghiệp. Thì bây giờ là nó phải đến rồi, bởi vì thật ra là chúng mình, em cũng đã từng gây hại cho thiên nhiên, chứ không phải không có. Đúng không mấy chị? Xài bao ni lông đồ này kia cũng là một trong những hình thức gây tác hại đến thiên nhiên của mình. Thì cũng đã từng làm những cái việc tổn hại rồi, là mình cũng có xài nước phung phí rồi này nọ, thì đó là gọi là một cái mình đã gây tổn hại rồi thì đó cũng là cái nghiệp, thì bây giờ mình phải nhận. Thì cái việc mà nhưng mà đỡ cái là mình bây giờ thời điểm này mình bị, nhưng mà mình bị nhẹ thì nó cũng là gọi là một cái phước rồi, một cái phước may rồi. Cho nên là em nghĩ rất là đơn giản, ok, cái gì đến thì mình nhận thôi. Nhưng mà giờ mình đã làm sao cho cuộc đời hạnh phúc, mình vẫn vui, mình vẫn sống hạnh phúc, mình vẫn tích cực, chứ mình không có bị kiểu rối rắm lo lắng quá hay thế này thế kia ha. Em vẫn bôi kem dưỡng trắng ban ngày. Cái kem dưỡng trắng ban ngày này của em nói thiệt với mấy chị, em đang xài cái vỏ cũ, em vẫn đang xài vỏ cũ với mấy chị thôi, nên xài vỏ cũ. Chứ vỏ mới thì tại vì vỏ cũ em còn thì nên vẫn đang xài vỏ cũ nha. Thì á, và cái kem dưỡng trắng ban ngày này của em á, gần như là 10 chị xài là em nói thiệt với chị là 10 chị mê. Chị nào em chưa bị cầm lên về cái sản phẩm này bao giờ, và gần như tất cả các chị em xài cái này đều rất là thích. Và rất là nhiều chị hỏi em lý do tại sao phải bôi cái này trước kem chống nắng, thì em nói thẳng luôn, kem chống nắng nó rất là mạnh. Và với những chị mà da nhạy cảm, hoặc là những cái chị nào mà da yếu á, thì mấy chị bôi kem chống nắng lên thường nó sẽ bị ngứa là bị dị ứng. Nhưng mà nếu mấy chị bôi cái kem dưỡng lên nó sẽ đỡ rất nhiều, nó đỡ nhiều, tại vì cái kem dưỡng của mình nó rất là dịu, và nó là hàng kem dưỡng dược mỹ phẩm. Mấy chị xài cái kem này mấy chị sẽ thấy nó có cái mùi giống như cái mùi của nó rất là dễ thương, cái mùi nó thiên nhiên lắm, cái cảm giác cái mùi của nó rất là dễ thương, cái mùi thiên nhiên chứ không phải là cái mùi của hóa chất. Thì xài rất là đỡ. Và khi mấy chị dưỡng á, nói thiệt cho mấy chị, cái kem dưỡng trắng này mấy chị đánh lên nó đã nâng một cái tông da. Và thật sự xài một thời gian, gần như những chị em nào, một số chị em xài cái này, nhiều chị chỉ xài cái này thôi, xài cái kem dưỡng trắng ban ngày này thôi mà da nó đã sáng lên 1-2 tông. Xài một thời gian da sáng lên 1-2 tông, và sau đó sau khi xài cái này xong là bắt đầu là xài hết full bộ mỹ phẩm của em luôn. Rất là nhiều chị chỉ xài cái này đầu tiên, sau đó là xài full bộ mỹ phẩm luôn, tại vì cảm thấy nó rất là ưng ý luôn, cảm thấy hài lòng, cảm thấy là nó phù hợp với da của mấy chị.
Thật sự là như vậy luôn. Và những cái chị nào mà xài cái kem dưỡng trắng này của em, một số chị chỉ xài cái này thôi, mà một thời gian khoảng đâu chừng 1-2 tháng là da đã nâng tông lên 1-2 xăng, 1-2 tông. Da đã nâng lên được 1-2 tông da liền, đã sáng, bóng. Và sau mấy chị nó nói, chị mấy chị bôi cái này, chị riết mà chị ghiền. Vì da nó rất là mướt, bôi lên mướt và da nó nâng tông lên 1 tông da, không cần phải trang điểm luôn. Nhiều chị là sáng chỉ bôi cái này thôi, không cần trang điểm. Bôi này, đánh một miếng son, không trang điểm luôn mấy chị. Rất là xinh luôn, rất là xinh. Nhưng mà em vẫn nhận mấy chị, bôi này xong vẫn bôi kem chống nắng cho em. Phải bôi kem chống nắng, bởi vì sao? Bởi vì ánh nắng mặt trời nó chứa tia UV, nó sẽ gây lão hóa rất là nặng. Cái lão hóa do tia UV nó còn khủng khiếp hơn lão hóa do cái nội tiết tố của chúng ta. Tức là khi mình lớn tuổi, ví dụ như 25 tuổi trở lên là bắt đầu nó đã lão hóa rồi. Nhưng mà cái tốc độ lão hóa từ 25 tuổi cho tới 40 tuổi nó không có phải là quá khủng khiếp. Nhưng từ 40 tuổi trở lên thì là cái tốc độ lão hóa của mấy chị là phải nói là như tốc độ tên lửa. Thì nếu như mấy chị tiếp tục vẫn cứ để không bổ sung collagen, không bổ sung nội tiết tố, vẫn tiếp tục cứ để cái da mình trần trụi, không bôi kem chống nắng này kia, thì các chị sẽ thấy cái hậu quả. Và khi cái hậu quả đó nó thật, mấy chị đi chữa trị nó rất tốn tiền. Các chị đi chữa rất tốn tiền. Và rất là nhiều chị thật sự sau khi em làm spa thì là rất là nhiều chị mang cái da bị lão hóa rất là nặng do nắng tới gặp em và đã điều trị. Thật sự là tốn kém lắm. Cho nên là đừng có để mình phải bị tốn kém như vậy, mà trong khi là mình lại bị xấu bao nhiêu rất nhiều năm. Thì bây giờ mình cứ dưỡng đi mấy chị. Dưỡng từ giờ đi tới lớn, tới lúc mà mình lớn tuổi á, cái da mình vẫn đẹp. Da mình vẫn đẹp, vẫn mướt, vẫn căng. Ha. Đấy, sau khi mình bôi kem dưỡng xong thì mình sẽ bôi kem chống nắng. Mình sẽ bôi kem chống nắng. Và rất là nhiều chị hỏi em là lý do tại sao bôi kem chống nắng thì phải bôi cái dưỡng ở dưới. Bởi vì em chống nắng nó rất là mạnh. Nó rất là mạnh với những chị nếu da dị ứng hoặc là da yếu, nhẹ da nhạy cảm thì các chị bôi kem chống nắng lên, em đảm bảo là mấy chị nổi mụn luôn. Nhưng mà nếu mấy chị bôi kem dưỡng trước nó sẽ đỡ. Nó sẽ đỡ rất là nhiều, nó bảo vệ cái da của chị. Tại vì cái kem dưỡng da nó đã bảo vệ cái da của mấy chị rồi. Cho nên là mấy chị nhớ giùm em, dưỡng trước rồi mới tới chống nắng, cuối cùng mới tới trang điểm, nếu mấy chị nào có trang điểm ha. Còn không, một số chị hiện tại khách bên em chỉ là sáng bôi kem rửa mặt sạch, tẩy trang rửa mặt sạch, vỗ tông nờ, xong rồi bôi kem dưỡng trắng, bôi kem chống nắng, sau đó là đánh một miếng son, đánh một miếng son kẻ cái chân mày lại rồi là đẹp, đi đi làm, không có cần phải làm cái gì luôn, không cần làm gì luôn, không cần làm cái gì hết luôn ha mấy chị ha. Và bản thân em và thật sự là khuyên mấy chị là hiện tại dù em đang ở trong phòng nhưng mà phòng của em có cửa sổ, em vẫn mở cửa sổ để mà đối phía sau lưng em là cửa sổ này, cái rèm này, nhưng mà điều tại bây giờ để kéo rèm lại để em quay cho đẹp thôi, chứ còn bình thường là em sẽ tha mở cái rèm ra cho nó ánh nắng vào, ánh nắng vào, cho nên là em sẽ phải bôi kem chống nắng. Và những cái bạn F0 là mình, em những chị em là bị F0 thì khuyên với chị em là nên ở những cái phòng có ánh nắng mặt trời, đừng có nên trốn trong cái phòng mà kín quá, rú nó không có tốt. Ở nắng mặt trời và mình mở cửa sổ ra cho không khí đó luôn ha, cho không khí nó có ra nó vào, nó sẽ rất là tốt và nó sẽ làm cho bạn các chị em mình mau khỏe hơn ha. Và cái ánh nắng nó vẫn rất là tốt, nó nó làm cho các con người mình nó đỡ virus đồ này kia, nó vẫn đỡ đi ha. Và khi mà mình và khi mà mở cửa thì phải cái kem chống nắng nha mấy chị, chứ không có kem chống nắng thì da của chúng ta nó sẽ rất là gọi là sao ta, nó sẽ bị mau già lắm nha. Và nó sẽ bị nám, bị đen, bị nám bị đen đi. Và em không muốn là sau khi trở thành sau kiến trở thành F0 thì em đã bị đen đi nha mấy chị. Không hề muốn chuyện đó. Sẵn ra em hướng dẫn mấy chị cách bôi kem chống nắng luôn. Mình bôi kem chống nắng là mình vỗ nha chị em, chứ không phải mình bôi. Mình sẽ vỗ như thế này nè. Cái kem chống nắng của mình đã nâng tông. Trời ơi, có rất là nhiều chị em xài cái kem chống nắng của em xong, trời ơi thích quá em ơi. Cái kem chống nắng của em là chị xài xong chị không có cần phải trang điểm luôn, tại vì nó nâng tông rất là đẹp. Các chị em vỗ cho nó vào trước nha. Cho nó vào trước đi. Vỗ cho nó vào xong rồi mình sẽ miết nó ra. Vỗ cho nó thấm xong mình miết nó ra nha mọi người. Đó, mình miết nó ra cho nó đều. Đấy. Vỗ cho nó thấm xong mình miết ra cho đều mọi người.
Đó, chị em thấy không? Đó, bên này là rõ là trắng và bên này một tông luôn. Trắng lên một tông liền, mọi người thấy chưa? Đấy, tiếp tục bên này. Kem chống nắng trước khi mình bôi thì mình phải lắc nha mấy chị. Mình lắc nha. Thật sự cái kem chống nắng này á, mình mới bôi là nó rất là trắng. Tại vì nó là kem chống nắng vật lý nha mấy chị. Kem chống nắng vật lý là luôn luôn nó sẽ lên tông như vậy. Và kem nó càng nhiều, mấy chị để ý những cái kem nào mà nó càng trắng á, thì nó sẽ càng có tính năng chống nắng càng tốt. Thì thật sự mà nói là sản phẩm của mình tính, tại vì nó chống nắng rất là tốt cho nên là nó hơi trắng. Tuy nhiên thật ra là cái sự trắng này không phải là cái việc là mấy chị đánh lên là nó trắng hoài như vậy. Tức là khi mà mấy chị đánh thay cảm thấy nó trắng thì mấy chị làm xiên chịu khó một chút xíu là mấy chị vỗ. Mấy chị vỗ liên tục vào cho em, vỗ liên tục khoảng trong vòng khoảng 3 cho tới 5 phút. Vỗ từ 3 tới 5 phút. Thật ra cái việc vỗ kem chống nắng này nó rất là quan trọng nha. Khi mấy chị vỗ càng nhiều nó sẽ càng thấm vào da, nó mướt và nó không có bị đổ mồ hôi. Nó không có bị đổ mồ hôi. Giờ mấy chị để ý, em sẽ vỗ nha. Em sẽ vỗ khoảng chừng 3 tới 5 phút thì em sẽ lướt nhanh cái đoạn vỗ, mấy chị nhìn thấy cái sự vỗ, cái tay vỗ của em này. Đấy, bây giờ là em sẽ lướt nhanh cái đoạn vỗ này đó, mấy chị xem cái da của em sau khi vỗ xong khoảng chừng 3 phút thì nó sẽ như thế nào. Nó khác hoàn toàn luôn. Mấy chị cứ liên tục vỗ nha. Vỗ chừng nào mình cảm thấy là nó thấm vào và nó miết thẳng vào trong da, cảm giác là nó có độ tự nhiên rồi, mấy chị thấy gì nó đã tự nhiên hơn hồi nãy rồi.